anh Dô Nguyễn, anh có xem được cái video ở trên mạng người ta chia sẻ không ạ? Một ông giảng viên của Đại học Thủ đô mà mặc cái áo của Nobu là cánh tay của Việt Tân. Anh thấy ngạc nhiên không? Mời anh cho biết suy nghĩ của mình. Vâng, anh xin trình bày quan điểm của anh như thế này thưa em. Hiện giờ trong nước chúng ta đó, các bạn và các đồng chí thấy rõ đó, là chúng ta đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao hữu nghị với Hoa Kỳ 26 năm. Và họ giờ, bây giờ người Mỹ đã giúp đỡ, giúp chúng ta cả trăm triệu đô la trong cái vụ vaccine để giúp đỡ về mọi mặt, cũng như ký một cái bản văn rất có giá trị là cho phép tòa sĩ Mỹ được mua đất và sử dụng đất trong 99 năm, bỏ ra 1 tỷ 200 triệu nha, đồng đô la Mỹ để xây cái tòa sĩ Mỹ lớn nhất Đông Nam Á, Á Châu thêm một chút, có thể nói là như thế. Cho nên tình hữu nghị giữa Việt, Mỹ Việt càng ngày càng trở nên thấm thiết hơn, sâu sắc hơn, có chiều sâu hơn và đều cùng có lợi cho đôi bên. Thưa các bạn, thưa chị. Song song với việc này thì chúng ta cũng thấy rõ là đế quốc Mỹ họ vào đất nước chúng ta có nhiều mặt lắm. Chẳng hạn như giới Xô Viết, bây giờ cả đất nước Việt Nam chúng ta khổ đau về vụ mà Xô Viết mà bà Nguyễn Phương Hằng bảo là tung lên. Thì đây là một trong những chiêu trò mà ở thế giới người ta đánh về. Như tôi đã nói với các bạn, ở bên Mỹ nhiều cái đài lắm. Tôi đưa ra trên ngón tay 5 ngón các bạn có thể đếm được là Lisa Phạm, chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam. Tân Thái, Benny Trương là Trương Trộm. Rồi N10TV, thằng đó. Rồi các bạn vào thấy nó chửi Cộng sản ra đã. Rồi con thằng mới đó tên là thằng Shane. S-E-A-N, Shane là thằng này trẻ, đi lính Mỹ 20 năm, giờ về hưu non. Rồi mở cái đài TV, Shane Nguyễn chửi, rồi sang Nguyễn chửi Cộng sản, vân vân, và Việt Tấn. Thì các bạn thấy là bên ngoài nó lợi dụng cái Covid này, thì Việt Nam người ta đứng đầu như vậy thì nó thọc gậy gánh xe, nó gửi tiền về, nó nói bộ đội mình nó không đủ tiền đi phạm, nhà nước nói phép, thì chúng nó quyên tiền bên kia, chúng nó gạo, mì gói và tiền nó đổ về. Nó lợi dụng cái đồng tiền từ thiện bên sau nó núp là cái bọn Việt Tân, là cái bọn đế quốc Mỹ, là bọn tình báo CIA, tôi muốn nói rõ. Bây giờ trở lại vấn đề, chúng ta thấy ở Hà Nội có một ông là phó giáo sư tiến sĩ Lê Trường Thành, đúng không? Giảng viên Đại học Hà Nội, đúng không? Thủ đô. Nó bây giờ lại đi chạy theo bọn Ba Que, Việt Tân. Câu hỏi được đặt ra là tại sao? Thưa Bảo Trâm và đồng bào đang nghe tôi thuyết trình. Chúng ta thấy rõ là ở Việt Nam có rất nhiều người mơ giấc mơ Mỹ. Họ là giảng viên, họ là sinh viên, họ là thạc sĩ, họ là cử nhân thạc sĩ, học đại học và họ là tiến sĩ, thậm chí là phó giáo sư và là giáo sư tiến sĩ tại Sài Gòn và Hà Nội. Họ mơ lắm em ơi, họ mơ đi Mỹ, họ mơ cái giấc mơ Mỹ. Mà bây giờ muốn mơ giấc mơ Mỹ thì làm chuyện gì? Thưa là bây giờ phải vào để chống đối nhà nước, đúng không? Để có cái cớ viết báo, mặc áo Việt Tân xuống đường làm đủ chuyện khác nhau thì để vào tù, để có tiếng nói, đúng không? Rồi sau đó Mỹ nó có một cái vé để cho cái xuất đi Mỹ, đúng không nào? Chúng ta thấy rõ kịch bản của họ. Họ là giáo sư, họ là tiến sĩ, họ mơ đi Mỹ, chứ họ không thích ở Việt Nam, đúng không? Anh lấy chứng minh nào. Ngô Bảo Châu, giáo sư tiến sĩ giỏi Hà Nội, đúng không? Và bây giờ đi qua nước ngoài về cũng nói xấu Việt Nam, đúng không? Và vân vân, những người khác anh không dám nói. Có người nói rằng là Việt Nam có một thiên tài vĩ nhân về âm nhạc. Đó là năm 1980 thi đậu một cái giải Chopin ở Ba Lan. Ông này anh nhớ là tên là Đặng Thái Sơn. Thì có người nói, đặt câu hỏi là Đặng Thái Sơn là con ruột, con ghẻ, con rơi của Đảng Cộng sản Việt Nam hay con gì, đúng không? Anh không nói xấu ông này, thì ông là một thiên tài âm nhạc Việt Nam. Nhưng anh cảm thấy rằng Việt Nam mình mất mát, bởi vì Việt Nam mình có rất nhiều thiên tài âm nhạc, khoa học và quân sự, nhưng cuối cùng họ đi hết nước ngoài. Người Việt Nam mình thua nước Trung Quốc là họ đi học tập nhiều, họ đổ tiến sĩ nhưng họ về xây dựng đất nước Trung Cộng. Việt Nam mình rất nhiều nhân tài, đúng không nào? Nhưng vì đồng đô la Mỹ họ chạy hết, thì đây là cái nỗi đau cho dân tộc. Anh quay trở lại để đi vào vấn đề là cái ông tiến sĩ Lê Trường Thanh, giảng viên Đại học Hà Nội. Ông này cũng vậy, đi vào vết xe đổ,
thấy là giáo sư toán học đúng không, Việt Nam, rồi Đặng Thái Sơn đi Canada đúng không, rồi nhiều người khác đi Mỹ cháu cũng mơ ước lắm mà đâu phải dễ đi đúng không. Bây giờ muốn đi Mỹ đưa vợ đưa con đi đúng không thì phải nói xấu Đảng nhà nước đúng không, như là Dũng Vô Va đúng không, Dũng Vô Va cũng vậy, Dũng Vô Va cũng mơ cái vé máy bay đi Mỹ cho nên có vợ rồi đúng không, rồi cũng nhào ra nói xấu bêu xấu tùm lum hết để cố tình để cho cộng sản bắt vào tù, và ở tù vài ba năm rồi mới rước đi qua bên Mỹ đúng không. Ta thấy đây kịch bản rõ ràng ở Hà Nội, nhiều người ở Sài Gòn vậy, nhiều người đang làm việc với cộng sản sung sướng hạnh phúc phải không chị, tự nhiên cái là đọc báo cái bị tuyên truyền bởi ba que về cái lại khoái được đi vào tù để đi Mỹ. Nhưng thưa em, anh đã ở nước ngoài rồi, thưa em, anh đã đi Pháp, anh không chưa có đi Mỹ thôi, nhưng mà bạn anh đi Mỹ nhiều lắm, qua bên Mỹ chỉ làm cu li cho chúng nó hết. Cái ông giáo sư tiến sĩ là giảng viên lên trường, anh đâu có biết là qua Mỹ ông tưởng là qua Mỹ ngon. Anh lấy ví dụ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đúng không, ở Việt Nam sung sướng không chịu, giờ chạy qua Mỹ làm cu li cho chúng nó bên đó đấy. Cho nên cái ông này anh cũng nói rõ là ổng là chống đối nhà nước có mục đích chứ không phải tự nhiên mà ông chống, ông muốn đưa vợ con ông đi cái suốt đi Mỹ, thì bây giờ ông phải là cái con thiêu thân nhào vào chửi nói xấu đảng nhà nước để đảng nhà nước có cơ bắt và kết tội ông và đưa ra tòa, ví dụ 5 năm 10 năm, ví dụ như Hà Nội kết án ông 10 15 năm thì ông ở chỉ độ 5 năm thôi rồi Mỹ nó bóc giống như Mỹ. Nhưng mà khi qua tới Mỹ rồi là ông làm cu li cho trong Mỹ là ông mới biết là cái kiếp khốn nạn. Ông chưa nhìn thấy cái vấn đề, ông mơ ước đi tới Hoa Kỳ nhưng ông không biết là bên đất nước Hoa Kỳ đó là có người ăn mày đói khổ bên đó, bên đó chúng nó bán súng tự do, nó mua súng nó bắn vào đầu ông và vợ và con, trong khi ở Việt Nam an ninh trật tự sung sướng, giảng viên đại học ông lãnh lương nhà nước so với tiền đô la Mỹ nó không có nhiều nhưng mà đủ để sống. Nhưng mà ông có bạn bè này, ông có vợ này, ông có học sinh này, ông có học trò này, yêu thương. Anh nói thật cho em biết, ở Việt Nam là hạnh phúc nhất. Không có nơi nào hạnh phúc bằng nơi mình được sinh ra và lớn lên. Và nếu mà em yêu nước Việt Nam, mà đọc gương của Bác Hồ và đọc lại lịch sử Việt Nam thì mình thấy là ở Việt Nam là sung sướng nhất trên thế giới. Vì sao? Vì ngôn ngữ của mình, phong tục của mình, mà mình với đồng lương nó ít, tuy nó ít hơn bên Mỹ, nhưng mà mình đóng góp xây dựng đất nước. Anh nói cho em nghe nha, anh chứng minh. Anh có hai người cậu ở thủ đô Hà Nội, một ông là trung tá, một ông là đại tá bộ đội. Nói thật cho em tin là em hỏi là em biết lương tháng của một sĩ quan bộ đội đại tá đi về hưu chỉ được có 12 triệu tới 13 triệu một tháng, kể cả vợ ông cũng là sĩ quan cao cấp, hai người cộng lại tức là 12 cộng 12 là 24, là quay 25 triệu là hai vợ chồng về hưu một tháng nhá. Và người ta hạnh phúc với cái số tiền lương đó, với cái tiền lương của giáo sư. Nếu em chấp nhận với cái tiền lương đó, em có thể thứ bảy chủ nhật em ở nhà em dạy thêm kiếm tiền đúng nào, hoặc là vợ em đi buôn bán. Nhưng mà cái vai vế của em đó, cái học hành của em luôn luôn là giáo sư, vào trong trường có bạn bè kính mến, ai cũng mến em đúng không, rồi em đi dạy học đại học học trò nó thương mến em. Thậm chí ở Việt Nam giáo sư có thể lấy học trò được nếu những cái cô sinh viên nó trên 18 20 tuổi, nếu 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 mà em lập gia đình mà gãy gãy thì các thầy đại học có quyền lấy sinh viên nếu cô ta trên 18 tuổi, nếu cái vị đó đã ly thân ly dị đúng không, anh nói là hợp lý chứ anh không nói một ngoài luôn đúng không. Ở Việt Nam gái Việt Nam đàn bà Việt Nam là đẹp nhất thế giới, anh cái này anh khen thật của người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam không có người phụ nữ nào đẹp bằng con người Việt Nam đâu. Cho nên anh nghĩ là ở Việt Nam với cái lương thấp mà là chúng ta đóng góp xây dựng đất nước thì còn hơn là chúng ta lại cứ lương 100.000 đô Mỹ mà chúng ta phản bội tổ quốc. Đó là anh muốn gửi lại cho cái ông thầy mà Lê Trường Thanh. Anh nghĩ ông là một người ăn cơm của cụ Hồ lớn lên, bố mẹ ông hy sinh xương máu dạy dỗ ông nên người, mà bây giờ tự nhiên cái mê cái giấc mơ Mỹ. Rồi em thấy không, ở Afghanistan đó, Mỹ nó qua 20 năm người ta mơ giấc mơ Mỹ đến nỗi mà Mỹ nó đưa phi cơ vào nó chạy mà đeo theo máy bay, leo vào máy bay những người thanh niên mà máy bay nó lên cao độ rớt ra ngoài chết luôn. Trời ơi, đó là những đứa ngu xuẩn nhất trên cuộc đời. Mà cái ông giáo sư này Lê Trường Thanh cũng là một trong những người ngu xuẩn nhất ở thực tại thủ đô Hà Nội. Anh kết án ông này
ông này phải cho ông nghe cái bài mà anh nói chuyện, ông phải tỉnh ra. Anh chứng minh cho em là một cậu bé có 8, 9 tuổi thôi, chạy qua Mỹ theo bố mẹ, 36 tuổi 75, ở bên Mỹ học tiểu học, lên trung học đại học, tốt nghiệp cử nhân, học phó tiến sĩ, đi vào trong quân đội, một sĩ quan ưu tú của Việt Nam Cộng Hòa, hậu duệ đó, thiếu tướng 2 sao Lương Xuân Việt. Thế mà tháng 8 thì vừa rồi ông bị một ông da đen bộ trưởng bộ quốc phòng cho về hưu, nó không xài nữa em à, nó coi chúng mày chỉ là thằng tướng, chỉ là con chó, đấy nhục chưa? Còn biết bao nhiêu những người Việt Nam khác đã cho về vườn, đấy là những người hy sinh xương máu, 56 tuổi, 34 năm trong quân đội, hiến thân hy sinh cho nó. Lúc mà nó cho về vườn là cái một là nó cho về hưu nó. Bên Mỹ một vị tướng cũng về hưu chưa em, là 65 tuổi. Lương Xuân Việt có 56 tuổi, một đẹp trai khỏe mạnh như thế. Còn 2 sao nữa là đại tướng đúng nào? Một thằng da đen, bộ trưởng bộ quốc phòng, Lloyd Austin, ký giấy cho mày về hưu, đưa tổng thống cho bà đàn ký cái đẹp về liền. Đấy. Anh muốn nhắn tin cho cái ông tiến sĩ Lê Trường Thanh, hãy học cái cậu bé Lương Xuân Việt. Hy sinh cho Mỹ đó. Đổ máu trên sân trường. Nó quăng vô sổ sát, coi như một con chó. Hôm nay anh có một ca khúc cách mạng nào tặng bà con không ạ? Vâng, thưa em như thế này, nói về ca khúc cách mạng thì anh yêu mến một ca khúc này, rất là yêu mến. Bởi vì cái ca khúc này được viết ra vào cái thời gian mà nước ta, Bác Hồ còn ở trong rừng Bắc Bó. Có một nhạc sĩ yêu mến Bác Hồ lắm. Ông ta còn trẻ lắm, ông ta đọc bút viết. Không phải học trong nhà viện nhưng mà ông ta yêu kính Bác Hồ và viết ra ca khúc này. Tiếng hát giữ rừng Bắc Bó và ca tuyệt vời luôn này, anh sẽ hát. Để công hiến cho Việt Di Dân và tất cả quốc dân đồng bào Việt Nam 98 triệu dân nghe anh liền. Anh là một thằng lính ngụy nhá. Người bên kia chiến tuyến mà ca ngợi cách mạng, ca ngợi Bác Hồ và ca tuyệt vời luôn. Tại sao bây giờ anh không hát bolero? Ở Sài Gòn thì Hà Nội thì làm cái giới trẻ cứ đi hát bolero kiếm tiền. Trong khi những bài ca cách mạng cực kỳ hay, bài này của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ. Trong vời lưng tôi quy nặng gì sao núi cao từng bay, chiều nay tiếng ai bay lượn về trên đèo, kể rằng người về đây nhà in lưng đó, người về quê ta thấm áo tràm tình thương quê nhà. Ai rừng Bắc Bó quê ta, mấy mùa qua nghe tiếng người bước chân người đi, đất chuyện rơi theo người, người về rừng núi theo người ngày mai tươi sáng, bất cập mong chờ người xa ước mơ, liêu lo y thơ mùi đậm trẻ thơ, ban ơi đông sương bàn thơ, núi cao suối sâu của tô yếu sâu, vì chẳng toàn gieo lời ca mong nhớ ở người. Sáng ra bờ suối tối vào hang, treo bè rau măng vẫn sân sàng, bàn đá trông trên sinh sự tàn, cuộc đời canh mang thật là xoắn, bút phong Hồ Chí Minh. Không có gì quý hơn độc lập tự do, dù chiến tranh còn kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, nhất định nhân dân ta sẽ chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm. Không có gì quý hơn độc lập tự do hay
phúc. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng và đám nghệ sĩ, đợt này Bộ Công an đã lên tiếng rồi, sẵn sàng vào cuộc. Thì anh nhất định diễn biến đợt tới thì sẽ như thế nào nếu Bộ Công an vào cuộc ạ? Anh em xin thông báo cho em như thế này. Ta phải biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một CEO, năm nay 50 tuổi thôi em, là vợ của Dũng Lò Vôi. Bà là người cộng tác với chồng đã đóng góp rất lớn cho cái miền Nam Việt Nam, anh nói miền Bắc và cả nước Việt Nam. Bởi vì trong tay hai ông bà thưa em, người ta có cả nghìn mẫu đất và cả nhiều cái công ty sóng thần 1, 2, 3, những cái nhà máy sản xuất. Cái số tiền mà hai ông bà có hàng trăm triệu đô la Mỹ lên tới hàng tỷ đô la US dollars. Ý anh muốn nói, hiện nay nước Việt Nam ta có 3 trường phái. Trường phái thứ nhất ủng hộ bà, trường phái thứ hai chống đối bà, trường phái thứ ba thinh lặng. Để họ xem là chuyện này thì bà giàu có quá, bà khoe là bà có hột xoàn kim cương, đúng không? Rồi giới Soviet bị động chạm. Cho nên chúng ta thấy có 3 thái cực, 3 trường phái ở Việt Nam. Bây giờ hỏi cá nhân anh, ngay cả trong gia đình anh, vợ anh cũng nói bà Nguyễn Phương Hằng là con mẹ điên, nó khoe của, nó có hột xoàn, chửi đám Soviet. Nhưng mà không tâm mà nói thì anh nói là bà Nguyễn Hằng, anh khen bà có 3 điều. Thứ nhất là bà người đàn bà 50 tuổi đẹp, gái, xinh gái. Anh không nói bà có bao nhiêu đời chồng, 3-4 đời. Vì người ta xinh gái, người ta có quyền lấy 2-3 đời chồng nếu đã ly thân đi gì, hợp pháp. Nhưng ở đây là bà dám nói lên sự thật, bà chống đối tên Võ Hoàng Yên là không phải thân đi. Anh đã xem cả 10 năm nay là cái chữa bệnh của ông Nguyễn Thành Đi là đeo cái găng tay, mặc cái áo blues màu trắng, rồi kéo lưỡi, đập vào đầu, dập vào đầu, kéo cái lưỡi giựt vài phát. Thì cái đó nó phản khoa học. Mà anh không hiểu tại sao Việt Nam các đồng chí cho phép một cái thằng là lang băm như vậy mà đi chữa ở bệnh viện và khắp nơi trên thế giới để thu tiền của người ta hàng triệu đô la Mỹ, hàng trăm triệu đô la Mỹ khắp thế giới và Việt Nam trong 14 năm nay thôi em. Cho nên anh chấp nhận ủng hộ bà Nguyễn Thành đưa Võ Hoàng Yên ra tòa là hợp lý. Thứ hai, bà đưa cái giới Soviet ra, bởi vì trong cái nạn lụt ở miền Trung đó, nước ta là bị bão lụt hàng năm luôn. Bởi vì cái miền Trung là nó khổ lắm, nó bị lụt rồi bão. Cho nên ở Việt Nam có Hồng Tập Tự, đúng không? Rồi các hội đoàn của đảng và nhà nước. Nhưng người ta lại không tin, người ta lại khoái cái giới Soviet. Đứng sau giới Soviet là CIA Mỹ đã giật dây. Như anh đã nói với em chứng minh, ở Sài Gòn, Hà Nội người ta không hát nhạc đỏ cái mặt, để hát nhạc đỏ cái mặt ít tiền. Người ta hát bolero, đúng không nào? Người ta vào những cái chương trình Soviet, coi một cái vé 4-5 triệu đồng, đúng không? Ngồi có 2 tiếng hồ chưa nóng đấy, và trả tới 4 triệu, 5 triệu. Đúng không? Đấy. Cho nên người ta đổ rồi hát bolero. Mà thưa em, bolero là gì? Bolero là nhạc đế quốc Mỹ, là nhạc của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải nhạc đỏ cái mặt. Tại sao anh là cái người mà bên này không hát bolero mà đi hát bài ca cái lợi cái mặt? Vì anh biết là người ta hy sinh, sương máu. Bài ca cái mặt tuyệt vời, nó hay hơn gấp trăm, gấp ngàn lần bolero. CIA Mỹ đứng bên sau để dựng dây, để mua chuộc, để tha hóa đảng, đảng viên của ta. Trong đó có nhà báo hai mặt, đúng không? Rồi, bắt bao nhiêu cán bộ ta bị tha hóa, Bác Hồ dạy gì? Nhiều người cho tới bây giờ chưa hiểu được câu nói của Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch dạy rất là cặn kẽ từ năm 1945 ngày về nước đó. Ngài nói cán bộ là đầy tớ nhân dân. Các đồng chí phải biết cầm kiệm, trí công, vô tư, liêm khiết. Mà cho tới nay 46 năm nay biết bao nhiêu cán bộ ta cao cấp, kể cả những người bên quân đội và nhân dân và bên công an, mang quân hàm 1 sao, 2 sao, 3 sao, thượng tướng luôn ở tù vì tham nhũng tiền hối lộ của quần chúng đất đai. Mà ở Việt Nam hiện giờ, ở Sài Gòn đặc biệt, mấy chục người bây giờ em thấy một lúc vào tù 19-20 người cán bộ cao cấp vào tù hết để tham đất, tham tiền, tham của nhà nước. Cho nên bà Nguyễn Văn Hằng mà đứng lên mà tức mà tố, bà nói tôi nộp lá đơn là 6 năm nay đảng nhà nước không cứu xét, bởi vì họ chưa cứu xét chứ không phải là họ không cứu xét. Cho nên anh đề nghị với em là anh
là bà nói là cái thằng đầu tiên là bà tố. Nhâm Hoàng Khang tố là cái gì? Tố là cái thằng Hoài Linh nó bị khủng 14 tỷ. Sau này Hoài Linh cảm thấy nhục nhã mới trả lại cái tiền này trong có 3 ngày thôi. Trả lại hết là cho thêm 1 tỷ nữa là 15 triệu. À, là 15 tỷ. Người ta hỏi tại sao mà ông có 14 tỷ mà sao mà ông lại cho 15 nữa, tại cái tiền lời trong ngân hàng. Tôi lấy là tôi phát hết luôn. Để cứu vớt lại cái danh dự của Hoài Linh. Nhưng sau đó bà cái phần tố tiếp không phải như thế thôi. Mà bây giờ Thủy Tiên là bị dính vào nè, Trấn Thành nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, lên tới hàng trăm tỷ, vài 300 tỷ tiền biển thủ quốc gia, tiền mà đi gọi là cứu nạn, cứu trợ. Thì ở Việt Nam nó có những cái lỗ hổng theo anh, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn khắc phục cái này làm gì? Chúng ta phải đưa họ ra tòa hết, lấy lại số tiền, nộp vào kỷ khu quốc gia. Và về sau nước Việt Nam, theo anh đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, Tổng Bí thư là nên ra cái đạo luật là quyên tiền từ thiện, các bạn được mở account, đúng không? Bởi vì người ta tin ok, nhớ xe buýt mở, đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng, đúng không? Với xe buýt. Nhưng mà các bạn chỉ được 10% mà thôi, còn 90% là tiền thuế nhà nước lấy cái tiền này bỏ vào quỹ của học tập đấy, vào quỹ của quốc gia cho em. Anh đề nghị với chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, anh nghe Châu Nguyên thuyết trình là chúng ta cho phép, bởi vì chúng ta chưa có đạo luật, cho nên Thủy Tiên là Đàm Vĩnh Hưng này, Trấn Thành này, vân vân là bỏ tiền vào túi, có nghĩa là khi mà thu tiền về được là 300-400 tỷ, đúng không? Thì chơi mẹ nó 200 tỷ, bỏ túi rồi đi mua nhà rồi tẩu tán cho bố mẹ nghe hết, rồi lấy có 100 tỷ 200 tỷ ra thôi, còn 200 tỷ bỏ túi. Cho nên anh tin rằng Thủy Tiên đã biết thủ tiền với cái thằng chồng là cái thằng công Vinh, cái gì Vinh, cái thằng đá banh á. Anh tin là chúng nó có bỏ tiền, Trấn Thành cũng bỏ tiền vào túi, Hoài Linh cũng bỏ tiền vào túi, Thủy Tiên cũng bỏ tiền vào túi, Đàm Vĩnh Hưng cũng bỏ tiền vào túi. Anh tin như thế, bởi vì sao? Không ai chứng minh được. Cho nên anh đề nghị với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng và Tổng Bí thư ra cái đạo luật là các bạn có quyền đi cứu trợ để bỏ vào số văn. Nhưng cái tài khoản của bạn là do nhà nước quản lý và các bạn chỉ được hưởng 10% mà thôi. Có nghĩa là anh chứng minh là 10 đô la Mỹ đó thì các bạn được 1 đô la, 100 đô la Mỹ thì các bạn được 10 đô la. Thế thôi, còn 90% là do nhà nước quản lý. Mỗi ngày luôn, chi hay trả hay cái gì đó là nhà nước quản lý hết. Thế thì khi ra cái đạo luật này, tức là các bạn được quyền quyên góp tiền đúng nào, nhưng các bạn chỉ được 10%, còn 90% nhà nước quản lý. Thì từ đây về sau cho tới chết, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chúng ta vẫn làm từ thiện vui vẻ mà không ai ăn cướp được cái tiền này của nhân dân. Vì tiền này của nhân dân phải trả lại cho nhân dân và nhà nước quản lý. Đó là ý kiến của anh, thưa em. Vâng, cảm ơn anh. Thành nha, tiền nhà nước chỉ 10% mà thôi, 90% nhà nước quản lý hết, từ A tới Z. Các bạn không có được ý kiến gì, ý cò gì hết. Các bạn chỉ có 10% rồi, đúng không? Thì 1.000 đô la các bạn được 100 đô la rồi. Ok. Và anh, như vậy là thời lượng anh em mình hẹn nhau 1 tiếng đã hết rồi. Thì chúc anh Do là luôn mạnh khỏe và thỉnh thoảng lên diễn đàn để ủng hộ Việt Vision ạ. Vâng. Nhân cơ hội này anh cũng xin một lần nữa thay mặt cho gia đình anh ở bên này, giúp mình anh thay mặt thì không đúng rồi. Vợ anh đâu có thích anh tham gia cộng sản, các con anh thì để nước ngoài nó đâu biết tiếng Việt Nam. Cho nên anh xin một lần nữa trân trọng cảm ơn em đã có nhà ấy mời anh lên đài để góp tiếng nói để mình xây dựng đất nước. Vì anh là một chiến sĩ hòa hợp và giải trong nghị quyết 36/2004 điều khoản 645. Nhân cơ hội này tôi xin một lần nữa xin gửi lời thân yêu đến tất cả các bạn, các đồng chí đã nghe tôi thuyết trình và nghe tôi hát. Tôi là một người con của Tổ quốc và tôi xin gửi lời những chiếc hôn nồng ấm cho tất cả đồng bào Việt Nam và quê nhà. Tôi xin chào tất cả các bạn và tôi yêu quý trân trọng các bạn. Nếu các bạn nào có comment mời vào comment, nếu tôi có giờ tôi xin phản hồi, còn nếu không có giờ tôi xin cứu. Và đây là cái cơ hội để mà tôi xin gửi những chiếc hôn nồng nàn đến các bạn. Tôi yêu quý các bạn và trân trọng các bạn. Thật là cảm ơn em rất nhiều Việt Vision. Chào tất cả các bạn đồng bào Việt Nam, 98 triệu nhân dân của tôi. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất động, trong lòng người từng đã sống.